Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Sơn Piat. Trong video này thì Sơn sẽ chia sẻ cho các bạn về cách để mình có thể tạo được cái tài khoản Clickbank trong năm 2019. Thì nhiều người cũng đã nói với Sơn một điều rằng đó là Clickbank thì không có tạo được tại Việt Nam, hoặc là tài khoản Clickbank thì không có còn đăng ký được nữa. Thì bây giờ là sẽ có rất là nhiều cái cách để chúng ta có thể bắt đầu và đăng ký cái tài khoản Clickbank này. Thì hy vọng rằng xem xong video này sẽ giúp cho các bạn đã tạo được một cái tài khoản Clickbank và bắt đầu kiếm tiền, make money online trên internet được với nó. Và bên cạnh đó thì Sơn cũng có tặng cho bạn cái khóa học mình có thể kiếm được 1.000 đô la đầu tiên từ Clickbank hoàn toàn miễn phí ở trong cái đường link ở phía bên dưới đoạn mô tả. Thì nếu như bạn quan tâm với chương trình học này thì có thể đăng ký ở phía bên dưới. Chỉ cần điền cái thông tin của mình vào thì Sơn sẽ gửi cho các bạn cái bộ video đó để mình bắt đầu được nha. Thì bây giờ để đăng ký cái tài khoản Clickbank á, thì các bạn hãy vào trong cái website là clickbank.com. Nếu như mình có tài khoản rồi thì mình login, còn nếu mà chưa có thì mình create account. Thì nó sẽ rất đơn giản thôi, và ở đây thì nếu chúng ta sẽ lựa chọn cái form, đây là cái thông tin giao diện đúng không nào, thì chúng ta sẽ lựa chọn là tiếng Anh rồi. Và dường như nếu chúng ta không biết tiếng Anh, không giỏi tiếng Anh thì mình vẫn có thể bắt đầu được với Clickbank. Thường thì Sơn sử dụng là Google dịch tất cả mọi thứ từ tiếng Anh sang tiếng Việt, hoặc là từ tiếng Việt sang tiếng Anh nếu như mình muốn chat với cả support quốc gia. Thì mình sẽ lựa chọn là quốc gia tại Việt Nam. First name ở đây đó là tên, là tên tên của mình, và last name đó là họ, cái đường mà mình ở đó. Thì ví dụ là Sơn đang ở bên Landmark 3 đó, và các bạn sẽ gõ cái địa chỉ thông tin của mình vào đây, được chưa? Gõ chi tiết vào. Địa chỉ của Sơn đó là bên Nguyễn Hữu Cảnh chẳng hạn đó, mình gõ địa chỉ chi tiết vào. Rồi sau đó là cái postcode ở đây là 700.000 nếu như mình ở Hồ Chí Minh. Còn nếu như bạn không biết cái postcode của mình ở đâu đó, thì mình lên Google mình search postcode name, postcode cộng với cả cái tỉnh của mình đang ở. Ví dụ như Hà Nội thì mình gõ postcode Hà Nội thì nó sẽ ra được cái địa điểm mà mình đang sinh sống nha các bạn. Còn cái phần mục app and shop này thì chúng ta có thể bỏ qua được với nó. Rồi Provin. Provin nó chính là cái tỉnh. Ví dụ là Sơn nó sinh ra và lớn lên là tại tỉnh Thái Bình thì mình lựa chọn là tỉnh Thái Bình. Rồi City, hiện tại là mình đang ở Hồ Chí Minh City. Ok. Phone number, các bạn gõ cái số phone của mình vào. Gõ cái email để mình đăng ký vào. Rồi sau đó chúng ta sẽ bấm vào Next Step. Ok chưa? Sau khi mà chúng ta bấm vào Next Step rồi thì chúng ta sẽ qua cái giao diện thứ hai, đây là chúng ta điền cái thông tin banking vào để sau này khi mà chúng ta có được sale á, có được hoa hồng rồi thì nó sẽ gửi về chúng ta vào tài khoản internet banking cho mình. Và cái gợi ý ở đây thì các bạn nên sử dụng là cái tài khoản Payoneer, cái tài khoản Payoneer đúng không? Payoneer đó. Thì khi mà chúng ta sử dụng cái tài khoản này á, thì chúng ta sẽ dễ dàng thanh toán từ quốc tế về Việt Nam được hơn. Còn ở phía pay pay name này thì chúng ta sẽ điền cái thông tin của mình, tên của mình vào. Đó, tên của Sơn là Nguyễn Tùng Sơn. Thì Sơn điền thông tin của mình vào. Sau đó là bank name. Bank name là cái tên ngân hàng của mình đang ở. Đó, giả sử như bây giờ là mình sẽ đăng ký cái tài khoản là Payoneer, hoặc là cái tài khoản nào đó mà mình đang ở cái đất nước của mình, ví dụ ACB hay Vietcombank, thì mình điền vào thông tin ở đây. Còn nếu như bây giờ chúng ta đăng ký cái Payoneer, giả sử bạn chưa có thì bạn hãy xem cái video mà hướng dẫn cách để tạo tài khoản đấy. Được chưa? Và giả sử bây giờ bạn đã có cái tài khoản Payoneer rồi thì cái tên ngân hàng của nó đó thì bạn sẽ gõ là First Century Bank. First Century Bank. Sau đó xong mình sau này mình bổ sung sau cũng được. Đó, cái đất nước quốc gia của nó là United States. Sau đó mình gõ vào I have reading and agree, và tôi đã đọc hết rồi và tôi đồng ý với bạn. Sau đó chúng ta sẽ bấm vào Next Step. Sau khi mà chúng ta đã đăng ký và điền hết thông tin rồi á, thì bây giờ chúng ta cần phải đọc cái biểu mẫu của nó, cái hợp đồng của nó. Thì bây giờ mình bấm vào cái Term and Condition. Đó, mình kéo 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 từ trên xuống dưới xuống, được chưa các bạn? Ok, sau đó thì chúng ta sẽ bấm được vào cái mục I have read and agree. Sau đó chúng ta sẽ bấm vào Next Step. Rồi, thì bây giờ là khi mà chúng ta đã bấm vào Next Step rồi thì nó sẽ hiện ra như vậy.
Đây là cái trường hợp mà rất thường xuyên gặp thôi. Tức là nó bảo rằng là mình sẽ chưa có thể đăng ký được với tài khoản Clickbank. Thì bây giờ sẽ có một vài những cái cách như sau để chúng ta có thể đăng ký được cái tài khoản Clickbank thành công. Bạn hãy nhớ rằng ở đây là rất bình thường thôi nha. Và hơn thế nữa rằng cái máy tính này thì hiện tại thì Sơn cũng đang có chứa một tài khoản Clickbank khác rồi, nên nó chưa cho mình đăng ký. Thì bây giờ nếu giả sử như vậy thì chúng ta sẽ làm như nào đây? Và sau đây là một vài cái phải giải pháp khi mà chúng ta đăng ký cái tài khoản Clickbank nếu như không được. Thì bây giờ các bạn đó, nên sử dụng một cái thiết bị khác đi. Ví dụ như là mình sử dụng một cái điện thoại khác hoặc là máy tính khác để mình đăng ký cái tài khoản đó. Và nếu như bây giờ mình sử dụng điện thoại á, thì lưu ý là chúng ta hãy vào cái giao diện của Chrome hoặc sau đó chúng ta bấm vào cái giao diện là của máy tính trên điện thoại. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy được cái full chức năng để chúng ta đăng ký được cái tài khoản trên Clickbank. Cái cách thứ hai á, đó là chúng ta cần phải reset mạng Wi-Fi và vào bằng một cái trình duyệt khác. Ví dụ nha, bây giờ các bạn đã đăng ký vào bằng trình duyệt cốc cốc thì bây giờ các bạn phải phải vào cái Chrome để mình đăng ký cái tài khoản khác đi, và mình nhớ là mình phải reset lại cái mạng Wi-Fi đó, tại vì cái Wi-Fi thì nó sẽ có một cái IP khác nhau, thì nếu như khi chúng ta reset nó thì cái IP sẽ được reset đi, hoặc chúng ta hãy sử dụng một cái mạng 3G bằng điện thoại ấy, để chúng ta phát cái Wi-Fi đấy và chúng ta đăng ký cái tài khoản. Và cái cách tốt nhất đó là các bạn nên sử dụng một cái thiết bị khác đi, sử dụng máy tính khác đi, thì chắc chắn nó sẽ không có trùng cái IP của nhau. Hoặc là khi mà chúng ta đăng ký thì chúng ta nhớ là chúng ta không được sử dụng cái thông tin đăng nhập trước mà chúng ta đăng ký rồi, thì chúng ta cần phải sử dụng cái thông tin đăng nhập khác đi. Và một vài cái lưu ý khác nữa là ví dụ như bây giờ các bạn nó đi đăng ký thì các bạn nó hạn chế sử dụng cái wifi công cộng, ví dụ như quán cà phê hoặc là văn phòng, cái nơi làm việc của mình á, thì như vậy sẽ có nhiều người đã từng truy xuất rồi, thì khi mà chúng ta đăng ký vào đó thì chắc chắn không được đâu nha các bạn. Và nên sử dụng là 3G để mình phát wifi, sau đó mượn một cái máy tính của ai đó mà mình chưa bao giờ sử dụng những cái đăng ký về Clickbank, thì khi mà chúng ta đăng ký như vậy thì cái tỷ lệ thành công nó sẽ cao hơn rất nhiều. Ok chưa? Và nếu như giả sử đi cái bây giờ các bạn nó mà vẫn chưa đăng ký được sau khoảng 10 20 lần gì đó mà các bạn đăng ký không thành công, thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với Sơn thì Sơn sẽ hỗ trợ và giúp cho bạn đăng ký một tài khoản Clickbank. Ok, và vừa rồi thì Sơn đã hướng dẫn cho bạn đăng ký cái tài khoản Clickbank như thế nào ở trên Internet cho năm 2019 này, và một vài cái cách nếu như giả sử chúng ta đăng ký không được thì chúng ta sẽ giải quyết ra làm sao. Thì đây cũng chính là cái cách mà Sơn đã làm được thành công cho các bạn. Ok, và cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video. Và nếu như các bạn muốn đăng ký để nhận cái bộ khóa học miễn phí từ Sơn á, thì các bạn hãy vào cái đường link phía bên dưới đoạn mô tả video này để được nhận những video mới nhất trong thời gian của Sơn. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi, và các bạn hãy nhớ đăng ký và subscribe kênh YouTube để được nhận những video mới nhất nha. Ok, và bye bye các bạn.